Lời nói đầu tiên thay mặt cho gia đình, thay mặt cho ban tổ chức, xin nhân hoa chào đón quý vị họ và quý vị khách quý không quản ngại đường cái xa xôi trở về tham dự tiệc vui ngày vui của hai bạn Đình Nho và Thị Bình. Thay mặt cho ban tổ chức cũng như nhóm học trẻ phố phường xin gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, một mái ấm gia đình hạnh phúc đó là lời cầu chúc cho tất cả chúng ta hiện diện tại nơi này, gửi đến cho đôi tân lang và tân gia nhân ngay trong ngày hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị, tình yêu là món quà vô giá mà Thượng Đế đã tạo hóa ban tặng cho mỗi con người của chúng ta. Tình yêu nó làm cho con người chúng ta xích gần lại nhau hơn và đôi tâm hồn có chung sự đồng cảm và hai trái tim có cùng chung một nhịp đập. Yêu em chẳng quản xa gần, cầu không tay bị cũng lần mò sang. Yêu em chẳng quản gian nan, nắng mưa cũng quyết, phong ba cũng liều. Và để tận hưởng trọn vẹn món quà mà Thượng Đế đã tạo hóa hai bạn Đình Nho và Thị Bình đã chọn ra ngày 14 tháng 12 năm 2019 là nhằm ngày 19 tháng 1 năm Kỷ Hợi để tình yêu của mình được lên ngôi. Và từ đó hai bên gia đình ông Lê Đình Dũng và bà Trần Thị Yến, ông Chi Đông Hạnh Phước, Như Hành Quảng Ngãi kết tình xui gia với gia đình ông Trần Ngọc Ba và bà Phạm Thị Không, đội 6 thôn Hà Nam 2, Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam và hai bạn nên duyên trong vợ. Và sự hiện diện quý vị là niềm vinh hạnh lớn nhất của gia đình của chúng tôi. Và cũng không để cho quý vị chờ lâu, ngay lúc này quý vị hướng mắt vào sân khấu cho một tràng pháo tay thật lớn cho đồng viên ương đẹp nhất trong ngày hôm nay, chú rể Đình Nho và cô dâu Thị Bình. Và cho phép tôi xin mời đại diện của hai bên vị chú hôn, họ nhà nam và họ nhà nữ. Họ nhà nam tôi xin long trọng kính mời ông Lê Đình Dũng và bà Trần Thị Yến, và họ nhà nữ tôi xin trọng kính mời đại diện của hai họ nhà nữ, xin mời. Xin mời đại diện của hai vị chú hôn họ nhà nam. Xin mời đại diện hai vị chú hôn họ nhà nữ. Chúng ta cùng tiến lên đến đây để ra mắt quan viên ngày họ cũng như toàn thể quý vị khách quý có mặt trong ngày cưới hôm nay. Kính thưa quý vị, trên lễ đài lúc này là đầy đủ hai bông hoa và những người quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Kính thưa quý vị, tình yêu của hai bạn Đình Nho và Thị Bình đã trải qua năm chờ tháng đợi, trải qua bao lần hẹn hò dưới ánh trăng sao, để rồi ở đó họ đã tìm thấy nhau một tình yêu rất là trong sáng trên bước đường lý trí của ông đường trên hai bước đường công tác, để rồi ngày hôm nay nhằm một ngày đẹp trời được sự đồng ý của bên dân và chính quyền địa phương, đôi bạn trẻ đưa con thuyền cập bến bờ, lứa đôi hạnh phúc lưới miếng trầu nên nghĩa phu thê, trăm năm kết tóc lời thề bên nhau, bây giờ nên nghĩa câu trầu nghìn năm vẫn giữ trọn đời thị chung. Kính thưa quý vị, hôn nhân điểm dừng của tình yêu lứa đôi nó kết hợp từ những bạn bè và những người thân trong gia đình. Để tôn vinh có mặt sinh thành, xin mời quý vị hãy lắng nghe cảm xúc đại diện phía họ nhà nam ở trong tổng kính mời ông. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa bà con nội ngoại, qua thời gian thơ cháu nhau và Bình quen biết nhau, hôm nay đã đến tổ chức lễ thành hôn tại gia đình. Tôi là ba của vợ Nho, tha mẹ cho họ nhặt ra. Xin kính chúc quý vị, xin kính chúc quý vị
bữa tiệc ngon miệng và sức khỏe dồi dào. Thế đi ngon. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu từ đại diện phía họ nhà trai. Đếm lại chống công trình của họ nhà trai, xin mời phát biểu đại diện phía họ nhà nữ. Trong trọng kính mời ông. Kính thưa đội của Phú Vinh, thưa bà con, cô chú bác, anh chị em xa gần, hôm nay là những ngày lễ thành hôn của con chúng tôi. Tôi cũng hân hạnh có mặt hôm dự trong cuộc lễ thành hôn này. Không có gì hơn, tôi xin chúc bà con mạnh khỏe, hạnh phúc. Hãy giờ. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu của hai bên gia đình rất nhiều. Và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta tiến về bước một trước để chinh phục đỉnh sông Bình. Từ ngày hai đứa yêu nhau thật yêu, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng bao nhiêu, ông và hai đứa con chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một cút liều tình, đời mình đẹp mãi có mẹ và ngày, đời mình đẹp mãi với người đẹp tranh. Rồi mình đi kiếm nước xanh hết nhà mình, rồi mình xin khóc xin cảm hết chung quanh. Và xin thưa quý vị, chiến đấu đội quân đội thay chiến thắng hồng đó lời báo hỷ của gia đình chúng tôi đến toàn thì quý vị các bạn. Dù đầu chưa nhắm đã say, dù tình chưa nhắm mà say suốt đời. Mời em uống chén rượu mừng, dẫu cây dẫu nhạc trên đường quen nhau. Trong năm đầu gặp mấy đầu, nhớ câu ý hợp tâm đầu hôm nay. Mời em chán rượu giao thề, hữu duyên thiên lý mình về bên nhau. Hãy ta ý hợp tâm đầu, niềm vui mang đến nỗi sầu vơi đi. Kính thưa quý vị, hình ảnh phát từ xung quanh đó là chứng tỏ tình yêu vĩnh cửu mà hai bạn nhìn nhau và thì mình có được trong ngày vui hôm nay. Ngày xưa nhặt cỏ cho em, ngày nay kiên nhẫn nhẫn lòng cho em một chút môi hồng để anh làm chồng, em mãi là nàng dâu. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, có dâu có câu